Dạ, Quốc Hương nhà đất Bình Phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở đây thì tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm trên đường tỉnh lộ em đang đứng đây, đường tỉnh lộ DT759B. Và hướng điện thoại em đang quay đây thì sẽ di chuyển lên chợ Tân Tiến là chỉ có 400 m thôi quý cô chú anh chị. Và di chuyển lên trung tâm huyện của mình là khoảng gần 7 km ha. Ở đây thì lô đất của mình là gần chợ, gần trường học, gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn quý cô chú anh chị. Và đường tỉnh lộ thì dân cư rất là đông ha. Và hướng ngược lại của mình đây thì di chuyển thêm 500 m nữa thì mình sẽ đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, trạm y tế xã Tân Tiến và trường mẫu giáo tuổi thơ nha quý cô chú anh chị. Thì nói chung là lô đất của mình rất là gần ngay trung tâm của xã mình luôn ha. Và hôm nay thì gửi đến quý cô chú anh chị một căn nhà cấp 4 nằm trên đường tỉnh lộ DT759B và có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mua xong có thể công chứng trong ngày được luôn. Và hướng này có thể di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Xoài nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em sẽ quay vào căn nhà cho quý cô chú anh chị nhà mình thấy rõ về lô đất ngày hôm nay em muốn gửi đến quý cô chú anh chị nhà mình nha. Và căn nhà của mình là ngay trước màn hình điện thoại của em đây luôn quý cô chú anh chị. Thì hiện tại là chủ nhà đang mở một cái nha khoa An Bình ha. Và lô đất của mình đang nghiêng về hướng Bắc và có sổ sẵn cầm tay, pháp lý rõ ràng, được 6 mét mặt tiền đường tỉnh lộ DT759B, dài hai cạnh song song là 33 mét và có 100 mét thổ cư, đất ở nông thôn. Và bán với giá là 1 tỷ 100 triệu, một lô đất nằm ngay khu trung tâm luôn quý cô chú anh chị. Nhà cửa rất là đông đúc và quán xá tập trung rất là đông luôn ha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có nhu cầu mua một căn nhà đường tỉnh lộ về để kinh doanh, buôn bán thì em thấy là căn nhà này rất là phù hợp luôn ha. 1 tỷ 100 triệu mình đã sở hữu được 6 mét mặt tiền đường tỉnh lộ, có ngay sổ hồng cầm tay, mua xong có thể công chứng trong ngày được luôn ha. Thì bây giờ em sẽ di chuyển vào trong nhà để quay cho quý cô chú anh chị nhà mình được thấy rõ về căn nhà của mình hơn. Và đây nè quý cô chú anh chị, em đang đứng trước ngôi nhà của mình luôn ha. Thì ranh đất từ tay em chỉ cho quý cô chú anh chị, di chuyển qua bên trái màn hình điện thoại của em đây là 6 mét, hai cạnh song song là 33 mét, có 100 mét thổ cư, đất ở nông thôn. Và chủ nhà đổ bê tông từ ngoài đường nhựa vào trong căn nhà luôn quý cô chú anh chị, nên rất là sạch sẽ luôn ha. Một lô đất rất là thông thoáng luôn quý cô chú anh chị. Và đất của mình đang nghiêng về hướng Bắc ha. Hiện tại thì chủ nhà đang kinh doanh, đang mở phòng khám nha khoa An Bình nha quý cô chú anh chị. Và phía trước nhà mình thì chủ nhà có làm mái vòm ra phía trước nè. Và nhà của mình thì 6 mét nhưng mà chủ nhà làm khoảng 5 mét và chừa 1 mét ở phía bên hông này quý cô chú anh chị, có cái đường ở phía bên hông giữa hai căn nhà ha, có một cái đường di chuyển ra đằng sau nữa quý cô chú anh chị. Thì chủ nhà nói là cái này là chừa khoảng 1 mét để mình di chuyển ra đằng sau ha. Thì mái vòm của mình là khoảng 2 mét nha quý cô chú anh chị. Còn cái phần đường của mình đây là đường chủ nhà mình chừa lại để di chuyển chạy xe ra tới đằng sau đó quý cô chú anh chị ha. Để mình chạy ra ở đằng sau nhà. Thì phía trước này là nhà của mình là có hai hàng ghế, nói chung là chủ nhà làm nha khoa thì có ghế để cho khách hàng người ta ngồi ha. Có lợp la phong đầy đủ nha quý cô chú anh chị. Và cửa của mình là cửa kiến ha, cửa cái phòng khách của mình là cửa kiến nha quý cô chú anh chị. Và có thêm một lớp cửa cuốn ở bên trên nữa nè. Thì mình đóng cửa kiến xong mình hạ cửa cuốn này xuống nữa quý cô chú anh chị. Nói chung là nhà cửa rất là chắc chắn và kiên cố luôn ha. Phía trước là có ốp gạch men lên tới phía trên luôn quý cô chú anh chị. Và đây là cái không gian phòng khách của mình, rất là thoáng mát luôn quý cô chú anh chị. Rất là rộng ha, cái phòng khách của mình rất là thoáng luôn. Và có một cửa sổ ở trên phòng khách của mình nữa quý cô chú anh chị. Và lắp đặt một cái tivi cạnh bên cửa sổ luôn. Và có ốp gạch men lên khoảng là 1 mét nè quý cô chú anh chị ha. Và ở đây thì để mua được bộ bàn ghế salon ha. Và có một cái quầy tính tiền ở đây nữa quý cô chú anh chị. Và ở đây thì chủ nhà có làm một cái cửa ngăn lại giữa cái phòng nha khoa và cái phòng khách này quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị mua về thì có thể sơn sửa và chỉnh sửa lại theo ý muốn của quý cô chú anh chị nhà mình. Thì ở đây thì mình có thể ngăn lại là thành được một cái phòng ngủ được quý cô chú anh chị ha. Lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình về thì có thể là chỉnh sửa lại căn nhà của mình. Và đây cũng có một cái cửa ngăn lại nè quý cô chú anh chị. Và đây là có một cái cửa sổ. Và còn đây là cái phòng ngủ của mình.
Thì hiện tại là phòng ngủ của mình ở đây chưa có cái cửa ha. Nói chung là chủ nhà thì nói chung ở trong nhà thì làm cửa rất là nhiều, cửa kính không mà quý cô chú anh chị, nên cũng khá là an toàn rồi ha. Và phòng ốc của mình ở đây có một lỗ thông gió ha, và có la phong đầy đủ, và trong phòng thì chưa có ốp gạch men, mới chỉ sơn thôi quý cô chú anh chị. Và đằng sau không gian nhà bếp của mình là ở đây nè quý cô chú anh chị, có ốp gạch men cái phần bếp và phần rửa chén nè quý cô chú anh chị, phần rửa chén lắp đặt Liverpool ha. Đây, nói chung là có ốp gạch men nên mình nếu mà nấu ăn thì cũng rất là sạch sẽ luôn quý cô chú anh chị. Đây, nói chung là nhà cửa của mình thì rất là kiên cố rồi, thì mình mua về thì mình chỉ việc sơn, nếu mà muốn mới hơn thì mình sơn sửa lại thêm một chút thôi ha. Và đây là phòng tắm và nhà vệ sinh của mình nè quý cô chú anh chị, có lỗ thông gió đàng hoàng ha, có nhà vệ sinh. Nói chung là nhà mình thì đầy đủ tiện nghi rồi ha. Còn phía ngoài này thì là cái không gian rất là thoáng mát luôn. Và đường đây thì đường di chuyển ra đằng sau nhà của mình là quý cô chú anh chị. Thì ở đây thì bên nhà hàng xóm có làm hàng rào lưới B40 là dài tới đằng sau đất luôn quý cô chú anh chị. Thì em quay ngược ra ngoài là quý cô chú anh chị mình thấy ha. Đây là cái đường rãnh bên hông lúc nãy em có quay từ ngoài vào trong đó quý cô chú anh chị, để di chuyển xe Honda vào đằng sau ngôi nhà của mình ha. Và nhà hàng xóm kế bên của mình là một bên là làm lưới B40, một bên là xây tường gạch nè quý cô chú anh chị. Nói chung là nhà của mình là ở giữa nên có hàng rào khá là kiên cố. Trên đất của mình có một cây xoài, một cây chôm chôm và một cây mít. Nói chung là cây nào là cũng cho trái hết rồi quý cô chú anh chị ha. Và ranh đất của mình thì cũng khá là rõ ràng. Chủ nhà có làm một cái vòi nước để mình rửa tay chân khi vào ra vườn và vào nhà đó quý cô chú anh chị. Nói chung là đất của mình thì ranh móc cũng khá là rõ ràng. Nhưng mà lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì chủ nhà vẫn sẽ mời địa chính vào và đo ranh cắm lại đầy đủ các móc cho quý cô chú anh chị nhà mình. Nên quý cô chú anh chị nhà mình cứ yên tâm nha. Và ở đằng sau của mình là cái ranh ngang là giáp ranh với cái hàng chuối của nhà hàng xóm này quý cô chú anh chị, 33 mét thì sẽ tới đây ha. Từ cái bên đây qua phía bờ tường phía bên đây nè quý cô chú anh chị là 6 mét ha, dài 33 mét là song song với nhau luôn quý cô chú anh chị. Và đất ở đây thì chủ nhà cam kết là không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không có màu mã trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất của mình có một căn nhà cấp 4 kèm ít cây ăn trái ở đằng sau vườn, sổ sẵn cầm tay, pháp lý rõ ràng, mua xong có thể công chứng trong ngày được luôn. Thì quý cô chú anh chị có quan tâm thì liên hệ với em qua số điện thoại em có ghi trên video là 0967 557 282. Em sẽ gửi hết mọi thông tin, sổ sách và vị trí của căn nhà này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo luôn nha. Và từ vị trí lô đất của mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là 159 km, về Bình Dương là 105 km, và di chuyển về Đồng Xoài là 80 km nha quý cô chú anh chị. Thì cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị nhà mình đang ở đâu nữa ha. Và em đi quay đây là video thực tế, không cắt ghép video và không cắt ghép hình ảnh, nên quý cô chú anh chị xem video thì cứ yên tâm ha. Và giá này là giá chính chủ nhà đưa ra, em không kê giá và không ảo giá nha quý cô chú anh chị. Và nếu mà quý cô chú anh chị có yêu thích video này, nhớ cho em một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Thì em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị nhà mình được nắm rõ hơn. Lô đất của mình tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và chính chủ gửi em bán một căn nhà cấp 4 nằm trên đường tỉnh lộ DT759B với 6 mét mặt tiền đường tỉnh lộ, dài 33 m, có 100 m thổ cư, sổ hồng cầm tay. Đất của mình đang nghiêng về hướng Bắc và bán với giá là 1 tỷ 100 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.